Mới đây, tàu thám hiểm sao hỏa Curiosity của NASA đã chụp ảnh một hiện vật đá giống như san hô trong miệng núi lửa Gale trên sao hỏa. Curiosity là tàu thám hiểm thứ tư mà Hoa Kỳ đã đưa lên sao hỏa, được phóng vào ngày 26 tháng 11 năm 2011 và hạ cánh xuống hành tinh này vào ngày 5 tháng 8 năm 2012. Sứ mệnh do phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực của NASA dẫn đầu và có sự tham gia của gần 500 nhà khoa học từ Hoa Kỳ và các quốc gia khác trên thế giới. Curiosity khám phá miệng núi lửa Gale rộng 154 km và thu thập các mẫu đá, đất và không khí để phân tích trên tàu. Tàu thám hiểm này sử dụng một cánh tay khoảng 2 mét để thu thập và thiết đặt các dụng cụ gần những tảng đá được chọn để nghiên cứu. Kích thước lớn của nó cho phép nó mang theo một bộ dụng cụ khoa học tiên tiến. Một trong số đó là Mars Hand Lens Imager, một loại máy ảnh tiên tiến mà các nhà địa chất thường mang theo khi đi thực địa. Theo hình ảnh Mars Hand Lens Imager, được chụp vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, cho thấy các hiện vật đá hình cầu và giống như hoa hoặc san hô trên bề mặt của miệng núi lửa Gale. Sau khi nghiên cứu sơ bộ, các nhà khoa học kết luận rằng những mẫu vật này được tạo ra từ xa xưa khi các khoáng chất do nước mang đến và làm kết dính đá. Các thành viên của nhóm Curiosity cho biết, trước đây, Curiosity đã phát hiện ra một loạt các đặc điểm nhỏ tương tự, hình thành khi chất lỏng khoáng hóa đi qua các ống dẫn trong đá. Hình ảnh về những đặc điểm như vậy đang giúp chúng tôi hiểu thêm về lịch sử lâu dài của nước lỏng trong miệng núi lửa Gale. Tỷ phú Elon Musk, SpaceX sẽ đưa con người lên sao hỏa trong 5 đến 10 năm nữa. Elon Musk trong một cuộc phỏng vấn gần đây đã nói rằng trong trường hợp xấu nhất sẽ mất khoảng một thập kỷ trước khi SpaceX có thể đưa con người lên sao hỏa. Tuy nhiên, yếu tố hạn chế chính hiện tại là tiền, ông cho biết vẫn còn quá đắt đỏ để đưa bất kỳ ai đến hành tinh đỏ vào lúc này. Người dẫn chương trình Friedman đã hỏi Musk rằng khi nào thì SpaceX sẽ đưa con người lên hành tinh đỏ. Musk không phản hồi ngay mà mất gần 20 giây để suy nghĩ. Sau đó, ông cho biết trong trường hợp tốt nhất sẽ là khoảng 5 năm và trường hợp xấu nhất là 10 năm. Một yếu tố quyết định trong việc đưa con người lên sao hỏa là thiết kế phương tiện. Musk nói, Starship là tên lửa phức tạp và tiên tiến nhất từng được chế tạo. Giám đốc điều hành SpaceX nói thêm rằng Starship được tối ưu hóa trên nền tảng giảm thiểu chi phí cho mỗi tấn vật phẩm đưa lên quỹ đạo và cuối cùng là chi phí cho mỗi tấn lên bề mặt sao hỏa. Hiện tại, Musk cho biết tiền là yếu tố gây hạn chế. Ông nói, bạn không thể bay đến sao hỏa với giá 1.000 tỷ USD. Không một số tiền nào có thể giúp bạn có tấm vé lên sao hỏa. Musk nói rằng ông không chỉ muốn cắm cờ và để lại dấu chân trên sao hỏa, rồi không quay lại nữa trong 50 năm như những gì chúng ta đã làm với mặt trăng. Musk từng cho biết trên Twitter rằng SpaceX đặt mục tiêu hạ cánh Starship lên sao hỏa trước năm 2030. Ông cho biết, phần thực sự khó khăn sẽ là xây dựng căn cứ tự duy trì đầu tiên. Đến năm 2050, Musk hy vọng sẽ có 1 triệu người sinh sống trên sao hỏa. Vị tỷ phú này đã tiết lộ chi tiết về một khu định cư trên sao hỏa trong tương lai, bao gồm ý tưởng về mái vòng kính, hoạt động như môi trường sống tạm thời trong khi hành tinh này được địa hình hóa, và việc sử dụng các trang trại thủy canh để sản xuất trái cây và rau quả cho những người định cư. Khi tên lửa Starship được lên kế hoạch cho chuyến bay không người lái tới hành tinh đỏ, vào năm 2024, các chuyên gia bắt đầu xem xét những gì cần thiết cho con người định cư trên sao hỏa. Những người sống trên sao hỏa trong tương lai sẽ phải ăn một chế độ thuần chay do nguồn thực phẩm rất hạn chế. Nhà khoa học John Kessler từ Hiệp hội Không gian Quốc gia Mỹ đã nghiên cứu vấn đề này và nhận xét rằng nếu duy trì chế độ ăn thịt cá, số lượng người sinh sống trong một mái vòm trên sao hỏa phải giảm đi một nửa so với ăn thuần chay. Ông cho biết một cộng đồng khoảng 5.000 người chỉ ăn thực vật có thể được duy trì bởi một trang trại rộng khoảng 900.000 m², trải đều trên 4 tầng. Vật liệu và hạt giống được đưa lên sao hỏa bằng tàu Starship. Elon Musk muốn có một thành phố tự duy trì hoàn toàn, phát triển mạnh mẽ trên sao hỏa vào năm 2050. Musk giải thích, trái đất đã 4,5 tỷ năm tuổi, nhưng sự sống vẫn chưa phải là đa hành tinh và không chắc chắn rằng chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa. Trong giai đoạn đầu tiên của quá trình thuộc địa hóa đó, những người dân cư ngụ trên sao hỏa sẽ phải làm quen với chế độ ăn thuần chay, nhưng điều thực sự lớn lao tiếp theo là xây dựng một thành phố tự duy trì trên sao hỏa và đưa các loài động vật và sinh vật trên trái đất đến đó. Strickler nói rằng Để đạt được mục tiêu của Mars, sẽ cần khoảng 5.000 chuyến đi bằng Starship, mỗi chuyến chở 200 tấn hàng hóa trước khi có thể sản xuất thực phẩm trên sao Hỏa. Khi tất cả các thiết bị đến nơi, công việc sản xuất thực phẩm có thể bắt đầu và Strickler cho biết khu vực trồng trọt ban đầu sẽ cần khoảng 185 m2 và 100 kW điện cho mỗi người. Điều này có nghĩa là đối với một đội xây dựng ban đầu khoảng 100 người, Mars sẽ phải lên kế hoạch cho 10 MW điện và gần 18.500 m2 không gian trồng trọt. Ông cho biết sẽ cần một lượng điện đáng kể để hỗ trợ 5.000 người vào khoảng 500 MW điện. Trên trái đất, một nhà máy điện 500 MW sẽ đủ cung cấp điện cho ít nhất 50.000 ngôi nhà. Tuy nhiên, điều đó không bao gồm công nghiệp và sản xuất thực phẩm mà bất kỳ nhà máy nào trên sao Hỏa sẽ phải hỗ trợ. Vì không có nhiên liệu hóa thạch trên sao Hỏa, nên việc giải quyết vấn đề năng lượng sẽ rất khó khăn khi mà lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời khổng lồ trên sao Hỏa, nơi có ánh sáng mặt trời yếu hơn sẽ không mang lại hiệu quả như trên trái đất. Một phần năng lượng này có thể được sử dụng để hỗ trợ các nhà địa chất tìm kiếm các địa điểm khoáng sản, có thể được sử dụng để sản xuất vật liệu xây dựng. Các nhà địa chất sẽ có thể điều tra một khu vực rộng lớn xung quanh căn cứ hoặc khu định cư, có thể phát hiện ra các mỏ khoáng sản có giá trị sử dụng lớn cho khu định cư. Ông gợi ý rằng, thay vì đi một mình, SpaceX nên dẫn đầu và hợp tác với NASA, vì điều này sẽ cho phép các nguồn lực được tập hợp xung quanh một địa điểm cư trú. SpaceX không phải là cơ quan duy nhất đặt mục tiêu hạ cánh con người lên sao Hỏa. Trung Quốc và Mỹ đều hy vọng sẽ đến được hành tinh đỏ vào cuối những năm 2030. Năm ngoái, để chuẩn bị cho việc gửi các phi hành gia lên sao Hỏa, NASA đã bắt đầu tuyển người sống thử trong một năm ở Mars Dune Alpha, với số lượng là 4 người. Mars Dune Alpha là môi trường sống giả lập như trên sao Hỏa, rộng gần 160 m2, được tạo ra bởi công nghệ in 3D và đặt bên trong một tòa nhà tại trung tâm vũ trụ Johnson ở Houston. Strickler cho rằng khi khu định cư trên sao Hỏa ngày càng lớn, nó sẽ trở nên quan trọng hơn và trở thành ngôi nhà thứ hai của nhân loại. Trước đây, Mars đã đề xuất đưa vũ khí hạt nhân đến sao Hỏa như một cách gây ra hiệu ứng nhà kính và giúp hình thành một bầu khí quyển dày hơn. Tuy nhiên, ông không tin rằng có thể làm được trong thời gian ngắn vì sẽ mất hàng trăm hoặc hàng nghìn năm để tạo ra một hệ sinh thái giống như trái đất. Đó là lý do tại sao Mars thúc đẩy phát triển các thành phố mái vòm, cho phép con người giữ an toàn trong khi sống trên bề mặt của một thế giới khác.